Trên gần một cũ so với A05, liệu Samsung Galaxy A05s có gì đặc sắc, có gì để cạnh tranh với những đối thủ khác trong phân khúc giá rẻ? Mọi câu trả lời sẽ nằm trong video này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với 24 giờ Store. Smartphone Samsung tại 24 giờ Store cam kết chính hãng, miễn phí 12 tháng bảo hành tại các trung tâm bảo hành của Samsung. Thứ đầu tiên đập vào mắt mình khi cầm con máy này trên tay đó chính là nó quá giống S24. Chúng ta sẽ có phần mặt lưng được làm nhám mang lại cảm giác cao cấp, cộng thêm cụm camera 3 mắt được đặt dọc vào vị trí của đèn flash gần như là không khác gì so với S24 cả. Nhờ vậy mà chiếc máy giá rẻ này nhìn sang hơn, có giá trị hơn. Các bạn có tưởng tượng là mua một chiếc máy giá rẻ nhưng mà lại được trải nghiệm thiết kế của dòng cao cấp. Và tất nhiên với mức giá rẻ thì toàn bộ mặt lưng và khung viền đều được làm từ nhựa. Mặt lưng được làm nhám còn giúp hạn chế mồ hôi và dấu vân tay trong quá trình mà các bạn sử dụng. Sang đến phần mặt trước thì chúng ta sẽ có màn hình giọt nước rất là quen thuộc. Điểm hơi khó chịu của thiết kế màn hình này là viền dưới khá dày. Nếu Samsung họ làm mỏng đều như ba viền còn lại thì nhìn sẽ thu hút hơn rất là nhiều. Tất nhiên với mức giá này thì chúng ta cũng không thể nào mà đòi hỏi quá nhiều được. Với A05s, Samsung sử dụng tấm nền PLS LCD cho độ phân giải là Full HD Plus, mật độ điện mạnh sắp xỉ là 393 PPI. Chất lượng hiển thị vẫn rất là tốt dù là LCD, nhưng mà các bạn sẽ không bị thấy rỗ, hình ảnh vẫn rất là sắc nét, màu sắc lên tươi tắn không bị nhợt nhạt. Nói chung màn hình của Samsung lúc nào cũng rất là chất lượng. Màn hình lớn 6.7 inch cũng là một điểm cộng, các bạn sẽ có được không gian sử dụng rộng rãi, xem phim hay chơi game gì cũng sướng hơn. A05s còn được trang bị tần số quét 90Hz cho khả năng vuốt chạm mượt mà hơn, nâng cấp trải nghiệm sử dụng lên khá là nhiều so với 60Hz. Qua tới camera thì Galaxy A05s được trang bị nhiều hơn Galaxy A05 một ống kính. Chúng ta sẽ có một camera chính 50MP, một ống kính macro 2MP và một cảm biến đo độ sâu 2MP. Về chất lượng hình ảnh thì các bạn chỉ có thể chụp trong điều kiện đủ sáng. Nhưng mà mọi người cũng đừng kỳ vọng quá nhiều vào camera của những dòng điện thoại giá rẻ như thế này. Nó chỉ mang tính chất là chụp được để trong những điều kiện cần thiết như là mọi người muốn lưu lại bài giảng này, thông tin hay là kỷ niệm gì đó mà thôi. Nếu trong hai cảm biến còn lại mà có thêm một camera góc siêu rộng hay là tele thì mọi người nó sẽ đa dụng hơn. Về hiệu năng thì Galaxy A05s không quá nổi bật trong tầm giá này. Máy được trang bị con chip Snapdragon 680, mạnh hơn một chút so với lại Helio G85 trên Galaxy A05. Tuy nhiên, nếu để so sánh với những đối thủ khác trong tầm giá này thì nói thẳng ra là có phần thua thiệt. Ví dụ như trong tầm giá này đã có máy trang bị Helio G99 rồi. Trong trải nghiệm thực tế khi sử dụng cơ bản hàng ngày như là lướt web, TikTok, nghe gọi vân vân thì mình thấy là máy chạy rất là mượt mà, độ ổn định cũng khá là ok, lâu lâu mình mới thấy máy bị giật hay là bị lắc một chút mà thôi. Nói thẳng ra, đây là điều không thể tránh khỏi trên những dòng điện thoại giá rẻ. Mình cũng đã test thử với tựa game tốc chiến thì A05s vẫn chơi được ổn ở mức 60 FPS. Chỉ khi nào điện thoại quá nóng rồi mình chơi tầm khoảng 3-4 game thì máy mới có hiện tượng là drop FPS. Như vậy là mình thấy đã rất ok rồi. Pin sẽ có dung lượng 5000mAh và sạc nhanh 25W. Với pin này thì hoàn toàn thoải mái cho các bạn sử dụng trong cả một ngày dài để đi học, đi làm. Tổng kết lại, nếu anh đang tìm một chiếc điện thoại giá rẻ của hãng lớn có độ nhận diện thương hiệu cao thì Samsung Galaxy A05s chính là thứ mà các bạn đang cần. Còn các bạn nghĩ sao về Samsung Galaxy A05s? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của 24 giờ Store. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.